Hoàng Triệu xin được kính chào tất cả quý vị và thưa quý vị. Hôm nay em xin được giới thiệu cho quý vị xem một bộ sập tổ được làm bằng chất liệu gỗ Vũ Tao Quảng Bình 100%. Và thưa quý vị, cái chiếc sập này và cái chiếc tủ này thì em cũng đã có video clip để mà giới thiệu rất là chi tiết cho quý vị xem rồi. Và hôm nay thì cơ sở của em kê như thế này để cho quý vị có thể cảm nhận được cái độ VIP khi mà kết hợp giữa một chiếc sập và một chiếc tủ hàng trần mộc không cần phải khảm, thưa quý vị. Bởi vì cái chiếc tủ cũng như là cái chiếc sập này thì cái vân của nó cực kỳ là đẹp và đẳng cấp, cho nên cơ sở của em đã quyết định là không khảm và để chơi mộc. Cái chiếc sập này thì là sập cổ liền quý vị nhá, sập cổ liền hàng tứ diện và tất cả bốn diện như nhau, bốn chân không tim và tất cả đều được chọn vân chọn gân, mặt là mặt hai đá dày hai phân, một hộp gỗ xẻ làm đôi thành một cái mặt sập như thế này, mặt hai đá quý vị ạ. Và cái chiếc tủ này thì quý vị có thể nhìn thấy được một cái vân cực kỳ là đẳng cấp, đúng không ạ? Cực kỳ là đẳng cấp. Quý vị nào mà đã có thời gian để mà theo dõi cơ sở của em thì quý vị cũng chắc hẳn đã biết là cơ sở của em chuyên về đồ gỗ khảm ốc, hàng đẹp, đẳng cấp. Đó, cho nên là khi mà cơ sở của em sưu tầm được những cái hộp gỗ nó đẹp như thế này và làm nên những cái tác phẩm sập gụ tủ chè như thế này thì cái vân nó quá là đẹp, cho nên cơ sở của em đã quyết định là không khảm. Đó, và để chơi vân quý vị nhá. Đó, bây giờ em sẽ quay cho quý vị xem này, cái phần tứ diện đây nhá. Đây là cái chiếc chân này, chân của dạ tiền này. Riêng với cái chiếc sọc này thì quý vị có thể kê kiểu gì cũng được, bởi vì bốn mặt nó như nhau. Và cái phần dạ ngang quý vị có thể thấy được cái chất vân, đúng không ạ? Cái chất vân này nó cực kỳ là đẳng cấp, nó cực kỳ là đẳng cấp. Đó, bốn dạ như nhau. Đấy nhá, em sẽ quay cho quý vị xem bốn dạ. Đây là cái dạ, quý vị có thể cho đây là cái dạ sau cũng được, mà tứ diện cũng được, quý vị có thể kê ở giữa nhà, như nhà em đang là trưng bày như thế này đây, có thể kê ở giữa nhà quý vị nhá. Và đây là cái phần sau của tủ này, đây là cái phần sau của tủ này, quý vị có thể thấy không ạ? Cái vân nó quá là đẳng cấp, cho nên là trước sau gầm bệ mọi chi tiết. Quá là đẹp thưa quý vị, quá là đẹp luôn. Đây nha. Đó. Vân nói chung là vân đen cháy, đen xì luôn. Cái sập này là sập cổ niền quý vị nhá, sập cổ niền. Đó. Đó. Quý vị có thể nhìn thấy cái vân của cái chiếc chân. Đó. Bốn chân không tim quý vị nhá. Và đây quý vị có thể nhìn thấy những cái đường soi này. Đấy. Cái chiếc tủ này cũng như cái chiếc sọc này thì được hoàn thiện theo lối đánh cổ truyền của các cụ, có nghĩa là đánh nhẵn si sắp. Và đây là đánh trần để mà đánh chổi tre lau lá chuối, viện chổi tre lá chuối. Đó. Một bộ sập tủ, đây được coi là hàng VIP 1 của cơ sở em, hàng VIP 1. Đấy. Và ngoài bộ sập tủ này ra thì cơ sở em còn rất nhiều những cái bộ sập tủ khảm ốc, hàng đẳng cấp. Đó. Quý vị quan tâm thì quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube của cơ sở em là Khảm Ốc Đẹp thì để quý vị có thể xem lại những cái video của em quý vị nhá. Và thưa quý vị nào mà có nhu cầu sở hữu cho mình bộ sập tủ hàng VIP 1, hàng trần mộc bằng chất liệu gỗ Vũ Tao Quảng Bình này thì quý vị hãy vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại 0383639886. Quý vị xem video quyết định quay kênh để cùng theo dõi cơ sở của em nha. Và xin chào lại quý vị trong những video clip tiếp theo. Xin chào.